Sau các cuộc hội đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden cùng các nghị sĩ nước này, ngày 20 tháng 9 theo giờ địa phương, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã phát biểu trước các nhà lập pháp Canada tại Quốc hội Canada. Kiev vẫn đang nỗ lực tìm kiếm hỗ trợ hơn nữa từ các đồng minh phương Tây trong cuộc chiến với Nga. Tổng thống Zelensky đã kêu gọi Canada tiếp tục ủng hộ Ukraine trong cuộc chiến với Nga và khẳng định Kiev sẽ tiếp tục chiến đấu cho tới khi giành chiến thắng. Ngay trước bài phát biểu của ông Zelensky, Thủ tướng Canada Justin Trudeau tuyên bố rằng Ottawa sẽ cung cấp thêm 650 triệu đô la Canada viện trợ quân sự cho Kiev trong 3 năm tới, nhằm trang bị cho quân đội Ukraine 50 xe thiết giáp. Canada cũng sẽ cử các chuyên gia giúp Ukraine đào tạo phi công lái máy bay F-16. Sau khi phát biểu trước Quốc hội Canada, ông Zelensky và ông Trudeau đã gặp các đại diện doanh nghiệp Canada ở Toronto kêu gọi đầu tư vào việc tái thiết Ukraine. Hơn 175.000 người Ukraine đã tới Canada kể từ khi chiến sự bùng nổ và thêm 700.000 người nữa đã được chấp thuận đến Canada trong khuôn khổ một sáng kiến dành cho người lánh nạn do chiến sự. Sáng kiến này cho phép cấp giấy phép làm việc mở rộng trong 3 năm cùng lộ trình được trở thành thường trú nhân và công dân Canada.